Bạn đang nghe chương trình Tri Kỷ Cảm Xúc. Chương trình được phát sóng vào 7 giờ tối thứ ba hàng tuần trên kênh YouTube của Web 5 Ngày. Rồi, xin mến chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng tất cả quý vị và quý bạn và quý tri kỷ và quý bà con cô bác. Chúng ta đã quay trở lại với chương trình của chúng ta, đó là chương trình Tri Kỷ Cảm Xúc. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay là một buổi sáng cuối tuần. Tôi thu cái tập này là vào cuối tuần. Một cái buổi sáng mát lạnh và bây giờ cũng còn khá là sớm. Thực ra bữa nay tôi không có định thu chương trình các bạn. Nhưng mà sáng thức dậy, ngồi suy ngẫm, rồi ôn lại những cái ghi chú của tôi đó các bạn. Thì nó sinh ra một cái gọi là xúc cảm mà các bạn biết mà. Rất là may mắn, cái chương trình Tri Kỷ Cảm Xúc này giống như là cái nơi để mà tôi đổ vào đó những cái xúc cảm. Cứ có cảm xúc cái là tôi dứt liền luôn các bạn. Thì bây giờ, một cái buổi thật sớm với một cái chương trình cũng không có kịch bản rõ ràng. Chỉ động là những xúc cảm, động là những băn khoăn, những tâm tư, những điều muốn nói. Và tôi chộp liền luôn cái mic để mà có thể ghi lại hết tất cả những cảm xúc của mình. Cũng cả tháng rồi thì tôi mới bắt đầu làm một cái chương trình mà không có kịch bản rõ ràng. Và tôi hy vọng là cái chương trình hôm nay sẽ suôn sẻ. Đương nhiên là trước khi mà đi vào cái chủ đề chính của chúng ta ngày hôm nay thì tôi cũng muốn gửi đến các bạn một cái lời chúc cho tuần mới. Tuy là thu cuối tuần nhưng chương trình này sẽ được up vào thứ hai trên Tri Kỷ Cảm Xúc .com và vào thứ ba trên kênh YouTube của Web 5 Ngày. Thì tôi sẽ chúc các bạn một tuần mới an nhiên, an lành, an bình ha. Nói chung là tôi rất là đề cao cái sự yên ổn và bình an trong tâm trí của tất cả chúng ta. Phải có cái đó thì mới tỉnh tại, mới bản lĩnh, mới vượt qua được những sóng gió cuộc đời ha. Cuộc đời này thì biến động lắm các bạn, nói thiệt. Bản chất cuộc đời là vô thường mà đúng không? Nên là mình phải có một cái sự tỉnh tại nhất định. Phải có cái đó thì mình mới vượt qua được những cái thời khắc hỗn loạn trong đời sống này. Còn không thì khó lắm. Và tôi chúc các bạn có được cái điều đó ha. Ok, bây giờ thì quay trở lại với chủ đề. Hôm nay chúng ta sẽ nói về chủ đề là thời gian rảnh ha. Cái thời gian rảnh nó có thể nâng chúng ta lên, nó có thể dìm chúng ta xuống, nó có thể đưa chúng ta tới bến bờ hạnh phúc, và nó cũng có thể đưa chúng ta đi xuống dưới cái kiểu mà cuộc sống bế tắc đó các bạn. Thì cái thời gian rảnh nó sẽ đưa cho chúng ta nhiều cái điều đó lắm. Tại sao tôi lại chọn cái chủ đề mà thời gian rảnh để nói trong bữa nay? Thì giống như là tôi có nói tâm sự với các bạn ở cái phần mở bài á. Mỗi sáng á, sau khi mà ngồi thở, ngồi suy ngẫm các thứ á, thì cái bước tiếp theo của tôi á, thường là tôi sẽ lấy cái nốt, cái ghi chú, cái sổ tay của mình ra đó để ôn lại những thứ mà mình học được. Và mình ghi chép những thứ mà mình đúc rút trong cuộc sống này. Tại vì tôi biết là tôi hay quên lắm các bạn. Tôi biết là tôi hay quên lắm. Nên bản thân tôi ngày nào cũng phải dành thời gian ra để mà ôn lại những thứ mình đã học. Thì sáng nay tôi ôn lại một cái câu mà tôi ghi của Albert Einstein á. Tôi ghi cũng khá lâu rồi. Và đây là một trong những câu tôi thích nhất của Albert Einstein. Nó tác động tới cuộc sống của tôi nhiều lắm. Đương nhiên là tôi đã ôn lại cái câu này rất nhiều lần rồi các bạn. Nhưng mà những cái lần trước thì nó đơn thuần là bài học dành cho tôi thôi. Chứ tôi không định lấy nó ra làm một cái chủ đề để mà ngồi phân tích mổ xẻ. Nhưng mà không biết làm sao bữa nay một cái câu cũ xì nói thẳng là như vậy. Nhưng nó lại gây ra cái xúc cảm rất là ghê gớm các bạn. Để tôi đọc cái câu đó đại khái cho các bạn nghe ha. Ông Albert Einstein, ông nói cái câu là: ở trên cuộc đời này đó các bạn, cái thứ mà công bằng duy nhất trên đời này á, chính là thời gian. Là thời gian các bạn. Ông nói á, sự khác biệt trong chúng ta đó các bạn, thực ra nó nằm ở cái chỗ là cách chúng ta sử dụng cái thời gian rảnh. Cái thời gian rảnh mà chúng ta có đó, nó sẽ sinh ra tài năng, nó sẽ sinh ra người lười biếng, nó sẽ sinh ra người nghiện rượu hoặc là kẻ cờ bạc. Không phải là thời gian các bạn bận nó sinh ra cái số phận của các bạn đâu, mà cái thời gian mà các bạn rảnh đó, nó mới sinh ra nhiều thứ khác. Cái câu này nó hay lắm các bạn. Tôi sẽ phân tích từ từ cho các bạn nghe, nhưng mà trước mắt các bạn cần hiểu. Cho tới thời điểm này, tôi chỉ muốn các bạn có một cái nhìn lờ mờ thôi cũng được. Nhưng các bạn phải hiểu cái chuyện này. Thời gian rảnh rất quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta đi lên, chúng ta đi xuống. Chúng ta đi tới, đi lui, đi xuôi, đi ngược. Đi tới chỗ tốt, chỗ xấu trong cuộc sống này. Phần lớn là nhờ cái thời gian rảnh của các bạn. Bây giờ tôi phân tích cái đầu tiên nè, các bạn rất dễ hiểu nè. Cái chứng nghiện mạng xã hội. Tôi hỏi các bạn nè, nếu bạn có lỡ nghiện mạng xã hội, thì cái nguyên nhân sinh ra cái sự nghiện mạng xã hội này là do thời gian các bạn làm việc, thời gian các bạn bận rộn, hay là do thời gian các bạn rảnh? Các bạn có nghiện mạng xã hội nếu các bạn ở trong một cái cuộc họp mà phải tập trung tuyệt đối không? Các bạn có nghiện mạng xã hội nếu các bạn đứng các bạn thuyết trình không?
bạn đâu có thể vừa đứng thuyết trình vừa bấm điện thoại người ta chửi bạn chết. Bạn nghiện mạng xã hội vì hễ bạn rảnh một giây một phút nào đó, bạn đều sử dụng cái thời gian đó để lên mạng. Và nó dạy cho cái não của các bạn một cái sự phản ứng, một cái sự phản ứng có điều kiện. Có nghĩa là cái vế A, nếu tôi rảnh thì nó sẽ sinh ra cái vế B là hãy cầm điện thoại. Đó là một cái phản xạ có điều kiện, và thế là nghiện thôi. Thế là nghiện. Thế thì một trong những cái điều kiện rất quan trọng trong cái sự nghiện của các bạn đó là gì? Đó là thời gian rảnh. Rảnh là làm cái đó, rảnh là làm cái đó. Thành ra cái câu của Einstein ngẫm lại nó hay lắm các bạn ơi. Và tôi đọc lại lần nữa cho các bạn nghe nha, vì có thể lúc hồi nãy các bạn chưa có ngắm kỹ cái câu này đâu. Sự khác biệt giữa mọi người chính là cách sử dụng thời gian rảnh rỗi. Thời gian này sẽ sinh ra tài năng, người lười biếng, nghiện rượu hay cờ bạc. Thì tôi mới phân tích cho các bạn cái cách mà một người nghiện được sinh ra đó. Cứ rảnh là làm cái đó, rảnh là làm cái đó. Rồi riết rồi á, dạy cho não mình một cái phản xạ là thời gian rảnh chỉ làm được cái đó thôi, và không làm được cái gì khác hết. Đó là một cuộc sống không vui đâu các bạn ơi. Một cuộc sống không vui đâu. Nó sẽ dìm cuộc đời của các bạn ghê gớm lắm. Và đây là cách mà nhiều người trẻ có thể đang bị hủy hoại. Cái người mà lớn hơn chút xíu thực ra may mắn hơn, vì họ sinh ra và lớn lên thì ít nhất cái tuổi thơ của những cái người lớn bây giờ thì nó không dính tới điện thoại, không dính tới truyền thông xã hội nhiều. Nhưng mà cái thế hệ mới á, cái thế hệ mới đó các bạn, thì sinh ra và lớn lên cùng với điện thoại, cùng với máy tính, cùng với internet. Đó là một cái điều khá là nguy hiểm các bạn, vì các bạn biết là tuổi càng nhỏ thì cái thời gian rảnh càng nhiều, nhất là với đối tượng sinh viên đó, thời gian rảnh rất nhiều các bạn. Thế thì đó cũng là một cái đáng lo ngại. Chúng ta có thể nhìn vào một bạn sinh viên và cái cách bạn này sử dụng thời gian rảnh của mình như thế nào. Nó có thể quyết định 4-5 năm tới của bạn đó. Và tôi hy vọng là những ai mà đang làm sinh viên á, khi mà nghe cái tập này á, có thể nhìn lại cuộc sống của mình hơn chút xíu. Nếu tất cả thời gian rảnh các bạn có, tại vì thời gian rảnh của các bạn đang có nhiều lắm, và nếu các bạn sử dụng tất cả thời gian rảnh của mình chỉ để làm những chuyện nó sinh ra nghiện ngập, kể cả một cái sự nghiện ngập nó không có nặng nề như là nghiện ngập cổ điển, nhưng cái kiểu nghiện ngập mới bây giờ, nghiện phim, nghiện game, nghiện lên mạng, những cái kiểu nghiện mới như vậy, nó có thể sinh ra một cái sự mất sáng tạo, mất năng lực suy nghĩ và mất tự chủ trong cuộc sống của các bạn. Tại vì các bạn phải hình dung ra một cái chuyện như thế này nè, cứ rảnh là các bạn đi theo cái sự nghiện công nghệ đó, thế thì bạn không nghĩ được cái gì khác cả. Nó kéo tất cả những năng lực trí não đi xuống. Tại vì rảnh là cầm điện thoại, rảnh là cầm điện thoại. Thế thì giả sử bạn cần tập trung một cái điều gì đó đi, bạn cần phải suy nghĩ ra một cái ý tưởng gì đó mới, bạn nghĩ được 5 phút là bạn không nghĩ được nữa. Bạn nghĩ được 5 phút là bạn cảm thấy không chịu nổi nữa, bạn phải dừng cái việc suy nghĩ đó lại và cầm điện thoại lên. Bạn đang làm một cái bài tập gì đó chẳng hạn, bạn làm chừng 10 phút là bạn làm không nổi nữa, bạn lại phải ngưng, bạn chơi một ván game, bạn phải ngưng, bạn post một cái gì đó trên Facebook, bạn phải ngưng, bạn check một video ngắn nào đó trên TikTok. Trời ơi, bạn có cảm thấy là cái năng lực trí não của các bạn nó bị kéo giảm thê thảm luôn. Nó sinh ra một sự thất bại. Tại vì khi các bạn đi làm, thực ra cái thu nhập của các bạn đầu tiên nó xuất phát từ cái đầu của các bạn. Các bạn làm được và giải quyết được những vấn đề khó như thế nào thì người ta trả cho các bạn cái số tiền đó. Tôi nói thiệt, nếu các bạn làm được chuyện khó, người ta trả cho các bạn lương cao. Các bạn làm được cái chuyện trung bình, những cái chuyện cơ bản thì người ta trả cho các bạn lương thấp, vậy thôi. Thế thì các bạn tưởng tượng đi, các bạn chỉ có thể tập trung đâu đó được khoảng 5 phút, 10 phút và các bạn không chịu nổi nữa, thì sao mà các bạn có một tương lai tốt được? Các bạn có nhìn thấy được cái mối quan hệ nhân quả giữa cách các bạn sử dụng cái thời gian rảnh và tương lai của các bạn không? Cách các bạn sử dụng thời gian rảnh nó làm cho cái sự tập trung, nó làm cho cái năng lực tư duy của các bạn, nó làm cho tất cả mọi thứ của các bạn đi xuống thảm hại. Thì với cái năng lực đó làm sao đổi lại cho các bạn một cái tương lai tốt đẹp được, đúng không? Và Einstein nói cái câu mà tôi nói cho các bạn lúc nãy, ông nói lâu lắm rồi mà tới bây giờ nó vẫn còn đúng các bạn, thậm chí bây giờ nó còn khủng khiếp hơn nữa. Tại vì quá dễ để sao nhãng, quá dễ để cái thời gian rảnh của mình á đẩy mình tới cái con đường bi kịch nhanh hơn. Đương nhiên nói nãy giờ cũng hơi tiêu cực. Thì bây giờ mình nói ngược lại đi. Ông Einstein ông nói rõ ràng đầy đủ mà. Cách chúng ta sử dụng thời gian rảnh có thể sinh ra kẻ thất bại, nhưng cũng có thể sinh ra người thành công mà. Nếu rảnh đọc 2-3 trang sách thì một ngày bạn có thể đọc được vài chục trang là bình thường. Ngày đọc 50 trang đi thì một tháng đọc được 1.500 trang, đúng không? Nếu mà một cuốn sách trung bình khoảng 300 trang thì một tháng bạn đã đọc được 5 cuốn rồi. Năng lực của các bạn hoàn toàn khác. Bạn biết được nhiều thứ hơn đáng kể so với những người xung quanh. Thì cái đó nó lại sinh ra tài năng. Cái đó nó lại sinh ra sự hiểu biết. Cuộc đời công bằng mà. Bạn sử dụng thời gian rảnh bạn như thế nào, nó sinh ra cuộc đời của các bạn như thế. Ít nhất là các bạn phải có cái sự nhận thức như vậy. Hoặc là rảnh các bạn vận động, thì chắc chắn là những cái bệnh giống như là bệnh trĩ vì ngồi quá nhiều, những cái công vẹo cuộc sống nó phải bớt đi chứ. Thời gian rảnh đó. Nên nhiều khi có rất nhiều người mà hơi bất mãn cuộc sống này,
Người ta than thở từ sáng tới chiều, người ta tiêu cực từ khuya tới sáng. Nào là cuộc đời như thế này, nào là xã hội như thế kia. Nhưng mà nhiều khi có một cái nguyên nhân mà người ta không có nhìn thấy được, và người ta cũng không dám nhìn vào nữa. Đó là hãy nhìn vào một ngày anh rảnh bao nhiêu, và anh đã xài cái quỹ thời gian rảnh của anh như thế nào, để ngày hôm nay cuộc đời của anh tàn tạ như thế. Thời gian rảnh của anh dùng để làm gì vậy, đúng không? Thế thì có thể nhiều người trong các bạn bây giờ sẽ hỏi giải pháp. Thế thì giải pháp là gì? Bây giờ tôi cũng thừa nhận luôn đó. Tôi sử dụng thời gian rảnh không tốt đó. Tôi thất bại đó. Thì phải làm sao? Trời ơi, phân tích vậy mà còn hỏi mấy ông nội. Cái đáp án quá rõ ràng rồi. Dừng lại cái việc sử dụng thời gian rảnh cho những chuyện vô nghĩa, và chuyển cái thời gian rảnh cho những thứ có giá trị hơn. Và tôi nói luôn, điều này không dễ. Cái gì dễ tôi nói dễ, cái gì khó tôi nói khó. Và đôi khi cuộc sống này không ai sống được giùm nhau đâu các bạn ơi. Tất cả những gì, những cái chương trình kiểu như thế này tôi làm với các bạn đừng bao giờ nghĩ là nó có thể thay các bạn sống giùm các bạn được. Tôi chỉ cho các bạn cái đích cuối cùng á. Các bạn sống như thế này, nó sẽ dắt các bạn đi tới đâu. Tôi chỉ các bạn thôi. Có thể các bạn đang đi đúng đường, tôi chỉ các bạn, hãy vững vàng đi. Ở đằng kia là thiên đường đó. Nhưng ngược lại, nếu các bạn đang đi sai đường, thì tôi sẽ chỉ cho các bạn biết, ở đằng kia là vực thẳm đó. Nếu tiếp tục đi, một lúc nào đó sẽ rớt xuống vực. Và đó là tất cả những gì tôi có thể chỉ cho các bạn. Vậy thôi. Còn cuộc sống của mỗi người, mình phải có trách nhiệm chứ. Không ai sống giùm ai được đâu các bạn, tôi nói thật á. Kể cả các bạn có con có cái, bạn cũng không sống được cho con cái của các bạn. Dù các bạn rất muốn chuyện đó, cũng không thể. Mỗi người phải có trách nhiệm với cuộc đời của mình. Và có những cái đề bài rất khó. Bây giờ mình đã nghiện nặng cái việc sử dụng thời gian rảnh cho những thứ xàm xí đú rồi, đúng không? Và bây giờ mình rất muốn thay đổi và sử dụng lại, quy hoạch lại cái quỹ thời gian đó cho những thứ có ích hơn. Đó là một cái đề bài rất khó. Và ai cũng bảo, ôi khó, nói thì dễ làm mới khó. Đúng, chính xác. Nói thì dễ làm mới khó thật, nhưng không còn cách nào khác. Cái bước đầu tiên là phải thừa nhận nó khó. Và thế là mình thay đổi dần dần các bạn. Mình bắt đầu thay thế dần dần những cái thói quen cũ bằng những thói quen mới. Mình có thể đặt mục tiêu bình thường thôi. Ngày hôm nay, bằng cách nào đó, nỗ lực kiểu gì đó, tôi phải đọc được ít nhất 3 trang sách, xong rồi tính gì tính. Đó, đó là cách mà các bạn chèn từ từ những thứ mới vào trong một cái cuộc đời cũ kỹ của các bạn. Để khi mà các bạn được 3 trang sách một ngày rồi, thì ngày tiếp theo lên 4 trang, lên 5 trang. Đến một lúc nào đó, một ngày bạn có thể đọc được 100 trang. Thế thì 100 trang các bạn đọc, các bạn dành rất nhiều thời gian cho nó. Thì các bạn phát hiện, mình đã bắt đầu dành gần hết thời gian rảnh của mình cho việc đọc sách rồi. Thì khi mà thời gian rảnh dành để đọc sách nó tăng lên, thì cái thời gian rảnh để mắc những cái chứng nghiện kia đó, nó sẽ giảm dần dễ thôi. Cuộc sống đơn giản là sự thay thế các bạn. Bạn phải kiếm một cái gì đó có lợi hơn để thay thế cái không có lợi dễ thôi. Và nó rất vất vả, nó rất khó khăn. Nó sẽ thường xuyên đấu tranh đấu đá giữa hai cái với nhau. Và các bạn sẽ phải kiên trì một thời gian dài để cứu chính mình. Chỉ có bạn mới cứu được bạn thôi, không có ai cứu được bạn hết. Còn nếu mà các bạn cảm thấy sống như thế này, phía trước là vực thẳm mà các bạn cứ cảm thấy thoải mái, các bạn lao đầu vào vực thẳm thì ok, chả sao cả. Tôi nói thiệt, chả sao cả, với điều kiện nha, các bạn phải hứa với bản thân các bạn nha. Các bạn không cần hứa với tôi đâu, các bạn phải hứa với bản thân các bạn. Tôi sẽ vui lắm khi tôi rơi xuống vực. Tại vì chính cái giò của tôi, chính cái chân của tôi, chính cái suy nghĩ của tôi, chính cái khát vọng của tôi đẩy tôi xuống vực mà. Tôi làm hết mà, tại sao tôi lại không hài lòng với cái kết quả đó. Đừng có sống ngược ngược là được các bạn. Đừng có sống cái kiểu mà rõ ràng mình đưa mình xuống dưới vực, rồi khi mà rớt xuống vực rồi lại oán trách cuộc đời. Như vậy là vô trách nhiệm lắm. Ít nhất ngày hôm nay, có thể các bạn chưa có một cái kế hoạch hành động gì hết, nhưng các bạn chỉ cần biết là nếu các bạn sử dụng hết thời gian rảnh của các bạn cho những chuyện không đáng, cho những chuyện vớ vẩn, cho những chuyện không có giá trị, hoặc là hàm lượng giá trị thấp, thì nó sẽ đẩy cuộc đời của các bạn đến như thế đó. Ha. Và tôi cũng đã phân tích rồi, tôi chỉ phân tích duy nhất một cái việc đơn giản là mạng xã hội thôi, mà nó làm cho cái năng lực tư duy của mình gần như là nó giảm trí thông minh của mình luôn á. Tôi nói thiệt á, nó làm cho mình trở thành một cái người mà cực kỳ nhu nhược luôn, mà không có khả năng suy nghĩ được sâu sắc. 5 phút là nghĩ không nổi rồi các bạn, mà đòi lương cao, không biết lương cao kiểu gì. Tôi chỉ phân tích duy nhất một cái điều như thế thôi các bạn, một cái chứng nghiện đó thôi, và các bạn đã thấy được kết quả rồi. Và tôi biết có nhiều người mắc nhiều chứng nghiện cùng lúc, thì bản thân những người đó họ phải biết là đời họ sẽ đi tới đâu, và họ phải quyết tâm để thay đổi thôi. Không ai sống gì mà ai được đâu. Tôi phải lặp đi lặp lại cái câu này nhiều lần. Ít nhất là tôi chỉ các bạn biết cái kết ha. Ở cái phần cuối của cái bài này thì tôi sẽ nói thêm một chút xíu về một cái vấn đề tưởng đâu mà không liên quan, nhưng lại liên quan tới cái chủ đề chính của chúng ta ngày hôm nay, là cái chủ đề về thời gian rảnh ha. Cái này cũng là một cái khía cạnh thú vị mà tôi vừa mới nghĩ ra. Có bao giờ các bạn cảm thấy các bạn sống một cuộc đời mà các bạn rất siêng năng không? Và cái sự siêng năng của các bạn không đổi lại sự thành công. Cái này rất hay nha. Bạn cảm thấy là mình chăm chỉ lắm. Một ngày bạn làm việc 8 tiếng ở cơ quan, bạn rất bận. Bạn bận lắm. Nhưng mà bạn thấy cái sự chăm chỉ, cái sự siêng năng của các bạn, nó không làm cho các bạn được lên lương. Nó không làm cho các bạn được thăng chức. Nó cứ bình bình vậy. Có ai có cảm giác đó không?
Tôi biết có nhiều người bắt bẻ tôi. Ờ hay lắm, lúc nào cũng bảo là siêng năng. Thì tôi siêng rồi đó. Một ngày tôi làm việc 14-15 tiếng đó. Nhưng tôi có thành công đâu. Sao. Đúng không? Tôi biết nhiều người suy nghĩ vậy lắm. Thì bây giờ nè, chúng ta phân tích theo cái hướng này giùm tôi cái ha. Tạm thời tôi phân tích các bạn sẽ thấy không có liên quan gì tới cái chủ đề chính của chúng ta ngày hôm nay đâu. Nhưng lật từ từ các bạn sẽ thấy. Bây giờ tôi hỏi các bạn câu này trước nè. Tất cả những gì các bạn đang làm một cách siêng năng và chăm chỉ là những thứ giúp cuộc đời của các bạn đi ngang hay là những thứ giúp cuộc đời của các bạn đi lên? Ở đây có hai từ khóa. Một là đi ngang, hai là đi lên. Đi ngang là sao? Cái sự chăm chỉ của các bạn giúp các bạn duy trì hiện trạng mà các bạn đang có. Và đi lên là sao? Cái sự chăm chỉ của các bạn giúp cho các bạn vượt cái ngưỡng hiện tại để đi lên. Và một trong những cái sai rất lớn của con người đó là bạn đang nỗ lực để đi ngang nhưng bạn lại kỳ vọng bạn đi lên. Thì điều đó là không thể. Cái sự chăm chỉ hàng ngày của các bạn hiện tại nha, bạn nghĩ mà xem, nó có giúp các bạn đi lên không? Hay là nó chỉ làm cho các bạn duy trì hiện trạng của công việc đó thôi? Duy trì hiện trạng là sao? Ok, một ngày làm việc 8 tiếng và tôi cần làm đủ những gì được giao. Và tôi đã rất chăm chỉ làm những gì được giao, đúng không? Và tôi đã làm tốt, nhưng cái tốt đó là giúp duy trì hiện trạng công ty đó thôi. Nó là cái bạn bắt buộc phải làm. Bạn không làm thì bạn mất cái chỗ đó. Bạn không làm bạn mất công việc đó. Thế thì bạn làm để giữ nó thôi, chứ không có gì mà bảo là đi lên cả. Nói chung chung thì hơi khó hiểu ha. Giờ lấy luôn một cái ví dụ cụ thể. Ví dụ bạn là một thợ may đi. Bạn là một cái thợ may gia công đi. Bạn có thể nói là một ngày bạn đã làm 12-14 tiếng và bạn rất chăm chỉ nhưng bạn không phát triển được. Thì thực ra tôi rất thông cảm, tôi rất hiểu các bạn. Bản thân gia đình tôi từ xưa tới giờ rất nhiều người làm trong những cái hãng giày, hãng dệt may. Và lương thì rất thiếu thốn, nói thật là như vậy. Thế thì bây giờ chúng ta suy nghĩ thử coi cái sự chăm chỉ của chúng ta một cách rõ ràng luôn á, là duy trì hiện trạng giúp chúng ta đi ngang trong cuộc sống này hay là giúp chúng ta đi lên. Bây giờ bạn có may giỏi cách mấy thì cái ngưỡng may nó đã như thế rồi. Bạn cần chăm chỉ để giữ hiện trạng. Cho dù bạn có may pro cách mấy đi chăng nữa thì bạn vẫn chỉ là một người may thôi. Nó không hề có cái sự vượt ngưỡng gì ở đây. Nó chưa có sự vượt ngưỡng gì ở đây hết các bạn. Vượt ngưỡng là sao? Khi nào bạn thiết kế được thì bắt đầu bạn vượt lên một chút ngưỡng rồi đó. Đúng không? Có thể là bạn học may, bạn mất một thời gian rất ngắn. Thật luôn. Tôi biết có những người mà đi may công nghiệp một thời gian siêu ngắn luôn các bạn là họ có thể may được rồi. Đương nhiên trước đó họ biết cơ bản, nhưng mà cái thời gian nó nhanh lắm. Nhưng bây giờ giả sử trở thành nhà thiết kế bắt đầu nó khó hơn nhiều các bạn. Có thể các bạn học vài năm. Thì bây giờ cái sự dịch chuyển giữa một người thợ may đi lên một người thiết kế thì bắt đầu đẳng cấp nó khác các bạn. Nếu bạn là thợ may thôi và bạn may chỉ theo cái đường mẫu mà người ta đã vạch sẵn ra cho bạn á, thì maximum bạn chỉ có thể may cái đường mẫu nó nhanh hơn người ta thôi. Và nó chỉ được tới cái ngưỡng đó thôi, không đi lên được. Và hình như cuộc sống của các bạn chỉ có thể làm duy nhất công việc đó thôi. Nhưng mà giả sử bây giờ bạn có trình độ thiết kế đi, bạn có trình độ vẽ ra những cái bản vẽ về quần áo và có thể tự may được cái quần áo của các bạn. Bạn có am hiểu về chất liệu, am hiểu về những cái xu hướng thời trang, biết những cái phong cách thiết kế, ví dụ vậy. Thì bây giờ bạn có thêm một lựa chọn nữa. Một là bạn có thể ở trong công ty đó để tiếp tục may và nhận một cái số lương không cao. Và thứ hai, bạn có thể ra mở một tiệm may riêng. Tại vì bây giờ bạn đã đủ rồi. Bạn thấy không? Đó mới là đi lên đó. Bạn có thêm nhiều lựa chọn, bạn có thêm nhiều cơ hội mới. Cái đó mới là đi lên. Và chưa hết, bây giờ đi lên nữa thì sao? Thí dụ bây giờ bạn đã biết thiết kế rồi, đúng không? Bạn đã có thêm một cơ hội để ra ngoài mở tiệm riêng rồi. Và bây giờ bạn quyết định chăm chỉ hơn để học về bán hàng đi. À, để học về bán hàng. Hãy nhớ nha, bạn đã có kỹ năng may rồi. Bạn đã có kỹ năng thiết kế, bây giờ bạn có kỹ năng bán hàng. Thì bạn có hình dung ra cái trình của bạn không? Bạn hoàn toàn có thể mở một cái shop ở trên Shopee, ở trên Lazada và bán chính sản phẩm của các bạn làm ra. Thiết kế từ A đến Z và có thể những sản phẩm độc quyền. Cái cơ hội thành công của các bạn cao hẳn lên luôn á. Và sau khi ở ngưỡng này nâng tiếp lên nữa thì sao? Giả sử bây giờ thêm cái lĩnh vực mới. Bạn muốn dấn thân là quản trị nhân sự đi. Bạn lại biết thêm về tuyển dụng, lãnh đạo con người các thứ. Thì bây giờ bạn đã là chủ doanh nghiệp rồi. Đúng không? Tôi đã chỉ rất rõ xuất phát từ một thợ may công nghiệp lên một người chủ. Thì nó là một loạt những cái quá trình nâng ngưỡng lên. Đẩy cuộc đời mình đi lên đó các bạn. Các bạn thấy con đường không? Tôi chỉ muốn chỉ các bạn thấy con đường thôi. Và mong các bạn hiểu thật là kỹ những cái việc này các bạn. Tôi nói thiệt, có năn nỉ các bạn luôn á. Thế thì cái sự siêng năng của các bạn hàng ngày á, các bạn phải thực sự suy nghĩ nha. Liệu các bạn đang đi ngang hay là các bạn đang đi lên? Đại đa số các bạn cái sự siêng năng đều là đi ngang hết. Tại vì các bạn siêng năng nhưng các bạn lặp đi lặp lại những công việc hàng ngày các bạn làm. Các bạn làm những thứ chả có gì mới cả, chả có gì khó hơn cả. Lâu lâu khó hơn chút, lâu lâu dễ hơn chút, nhưng nó nằm trong cái khoảng đó các bạn. Các bạn đi ngang và không thể nào kỳ vọng cuộc sống đi lên được. Phải đi lên, phải nâng cái ngưỡng tri thức, nâng cái ngưỡng làm việc, nâng cái ngưỡng tầm nhìn, nâng cái ngưỡng suy nghĩ của mình lên. Thì đời mình mới lên được. Và làm sao để chúng ta có thể nâng được? Bây giờ mới quay lại cái chủ đề chính nè. Hãy tận dụng thời gian rảnh đi. Một người có thể bận túi bụi một ngày,
Nhưng nếu biết sử dụng khoảng nửa tiếng đồng hồ một ngày để tự học, thì các bạn có biết là một năm lấy 30 phút mà nhân cho 365 ngày. Thôi 300 ngày thôi đi. 300 ngày thôi, cho các bạn 65 ngày chơi luôn á. Một ngày 30 phút và nhân cho 300 ngày, thì các bạn biết ra bao nhiêu phút không? 9.000 phút lận đó các bạn ơi, 9.000 phút lận đó. Và nó sinh ra đâu đó khoảng 150 tiếng đồng hồ. Một năm trời mà các bạn có thêm 150 tiếng đồng hồ để học một cái hoàn toàn mới, rèn luyện một cái hoàn toàn mới với một cái thời gian nhỏ nhoi là 30 phút một ngày. Thì 150 tiếng đồng hồ một năm đó là cái đưa đời các bạn đi lên đó. Và thời gian rảnh sẽ giúp các bạn làm được chuyện đó. Cho dù một ngày các bạn bận 14 tiếng đồng hồ đi chăng nữa, thì không thể nào nói các bạn không có nửa tiếng đồng hồ để học. Các bạn chắc chắn một ngày lên mạng và giải trí cao hơn 30 phút. Tôi không quơ đũa cả nắm, nhưng tôi biết rất rất nhiều người một ngày giải trí trên 30 phút. Một ngày chơi bời trên 30 phút. Thế thì các bạn đã lãng phí thời gian rảnh của mình. Các bạn đã không muốn sử dụng khoảng thời gian đó để giúp các bạn vượt cái ngưỡng và đi lên. Các bạn làm những công việc đi ngang và thời gian rảnh quý giá của các bạn không biết tận dụng để đưa mình đi lên. Thậm chí có nhiều người còn sử dụng để đưa đời mình đi xuống. Có chuyện đó buồn lắm các bạn. Chuyện đó buồn lắm. Hy vọng là các bạn đã nhìn thấy được cái mối quan hệ giữa thời gian rảnh và rất nhiều thứ trong cuộc sống này. Tôi đồng ý hết các bạn. Tôi nghe rất nhiều tâm sự của các bạn và tôi rất thương và tôi rất đồng ý với các bạn về cái việc mà các bạn rất bận. Các bạn không có thời gian A, không có thời gian B, không có thời gian C. Tôi hiểu cái việc đó các bạn. Ai cũng sẽ mắc kẹt trong cái suy nghĩ đó ở một cái lứa tuổi nào đó, tôi đồng ý hết. Nhưng bài hôm nay tôi nói thiệt, coi như là tôi không có mang tới cho các bạn một cái giải pháp nào đi. Các bạn cứ hiểu như vậy cũng được. Cái tôi muốn đưa các bạn thấy là một cái kết quả để các bạn nhìn thấy được. Tôi đã phân tích với các bạn rồi đó. Một cái hướng tư duy mới để đưa đời mình đi lên. Và tôi đã cho các bạn một cái phép toán này đó, một cái phép toán đơn giản. Nhưng tôi hy vọng các bạn dám nhìn vào đó, các bạn dám thấy và các bạn dám theo đuổi. Một năm thôi với 150 tiếng đồng hồ, bạn dốc sức cho một cái điều gì đó mà các bạn muốn để đưa đời mình đi lên. Thì một năm sau cuộc sống của các bạn, cái đầu của các bạn, cái năng lực suy nghĩ của các bạn, cái khả năng của các bạn nó thay đổi chứ. Sao mà nó bằng được? Và ai biết được là các bạn, riết các bạn sẽ có một cái thói quen và các bạn có thể học nhiều hơn 30 phút một ngày thì sao? Cố gắng nhiều hơn 30 phút một ngày thì sao? Tại sao không, đúng không? Ai cũng có thể thay đổi hết các bạn. Chỉ là có muốn hay không thôi. Hay là lúc nào cũng vin vào những cái lý do A, B, C. Ha? Tất cả rất nhiều vấn đề trong cuộc sống này có thể được giải quyết bằng thời gian rảnh của các bạn. Và rất nhiều vấn đề trong cuộc sống này, vấn đề mới có thể được gây ra bởi thời gian rảnh mà các bạn có. Hy vọng là tất cả chúng ta sẽ ngẫm thật là kỹ càng cái câu nói của Einstein. Một câu nói mà đọc sơ sơ qua thôi thì thấy nó bình thường. Nhưng mà đọc kỹ, đọc từng chữ thì biết đâu đó là hơi nổi da gà đó, hơi rùng mình đó. Vì ông Einstein ổng cho chúng ta biết được cái hố sâu ở đằng trước nó nguy hiểm và nó có thể mang tới cho chúng ta những cái bất hạnh như thế nào. Bài kỳ này thì căn bản cũng dài rồi ha. Một cái bài mà ai để ý thì sẽ thấy giải pháp, còn ai không để ý thì thôi, không thấy giải pháp cũng được. Tôi chỉ nêu ra vấn đề cho các bạn thấy và nêu ra cái kết. Và thôi, nhiều khi cái kết nó cũng đủ nhắc nhở chúng ta rồi. Ha, thôi bye bye các bạn. Bây giờ xin chào và xin hẹn gặp lại tuần sau các bạn nhé. Bạn vừa nghe xong chương trình. Để xem các tập khác, xin vui lòng bấm vào biểu tượng danh sách phát đang hiện ở trên màn hình. Xin cảm ơn.